Hello, Ajinomoto, xin chào các bạn nha. Và trong video này thì mặc dù là video ngắn thôi, nhưng bắt buộc là mình phải cho vào series đua top. Bởi vì là nếu như mình cho vào series hướng dẫn tân thủ, chắc là các bạn sẽ ném đá mình vỡ đầu mất. Lý do là có một bạn hỏi mình là nếu như mà có một combo vừa đủ chơi nạp vào giai đoạn đầu thì nên nạp như thế nào? Thì đầu tiên các bạn phát vào cái thẻ tháng này cho mình nha. Bởi vì cái này có 129k thôi, thì mỗi ngày các bạn sẽ nhận thêm 100 đào, cũng như là có thêm hai lượt càn quét khiêu chiến yêu vương. Đây, những bạn tân thủ chưa biết ạ, khiêu chiến yêu vương đây thì chúng ta sẽ có thể là dùng cái tin ngọc để có thể là đổi lấy đào các bạn nhé. Có thêm lượt khiêu chiến thì chắc chắn là chúng ta sẽ có thêm đào, đơn giản như vậy thôi các bạn. Và có nhiều đào chúng ta sẽ lên level nhanh, lên level nhanh đồ trang bị của chúng ta phần trăm nó cộng lên cũng là nhiều. Cái thứ hai mà các bạn nên đầu tư đó chính là cái quà cấp tiên thụ các bạn nha. Cái này là bao nhiêu ta? 249 à? Hay là 779 ta? Quên sớm rồi các bạn ơi. Hình như ở đâu đó là tầm 4-5 lốp hay là 7 lốp gì đấy các bạn nhá. Bởi vì là chúng ta sẽ có rất rất nhiều đào và những cái tịnh bình thủy để có thể là giảm thời gian chờ khi mà chúng ta lên level tiên thụ. Mà các bạn biết rồi đấy, khi mà lên level tiên thụ chúng ta rất cần đào để chúng ta có thể xả lấy luôn những trang bị xịn sò đúng không? Thì thật là tuyệt vời quá khi mà chúng ta đầu tư vào quỹ cấp tiên thụ, nó sẽ hợp lý các bạn nhá. Nếu các bạn chơi tàng tàng nhàng nhàng như vậy là cũng được rồi. Tuy nhiên là nó sẽ có thêm một cái nữa này các bạn này. Tức là cái thẻ trọn đời này thì mình biết nó đáng giá tận 779k. Nhưng nhiều bạn thì thấy nó bảo là nó hơi lỗ khi mua cái này. Nhưng mà mình thì mình nghĩ khác các bạn ạ. Bởi vì sao? Bởi vì là về sau cái phần linh thú nó rất là quan trọng. Quét đấy các bạn ơi. Thì nó sẽ cho chúng ta có thêm được một cái mà cực kỳ quan trọng khi mà mình chơi cái linh thú này. Không biết các bạn như thế nào, nhưng với một người đen xì như mình ạ, thì mình reset linh thú nó đen lắm. Kiểu gì thì kiểu cũng phải reset là chay chật ra. Thì nó sẽ có thêm một cái, đó chính là làm mới 20 lần thì sẽ ra linh thú thần thoại nha các bạn. Thì không phải là chắc chắn là ra con hổ khi mình chọn ở đây, mà để ra được con hổ thì mình phải chọn con hổ này, sau đó lại reset 5 lần ra linh thú thần thoại thì mới ra bạch hổ. Tức là đâu đó khoảng 100 lần reset. Thì nếu như các bạn mà không có cái đấy thì build linh thú nó sẽ cực kỳ khó khăn luôn. Mà nếu như các bạn xác định chơi về lâu về dài ấy, thì nên chơi cái thẻ trọn đời này nha các bạn, là nó sẽ hợp lý. Và để nạp được ba cái gói đấy là các bạn cũng mất đâu đó là hơn củ đấy. Còn về nâng cao hơn thì chắc chắn là các bạn không thể bỏ qua được cái quỹ ở Trấn Yêu Tháp. Thì cái này nó đáng ra tận một củ 3 cơ, cho nên là đắt nó sắp ra miếng. Ở trong này sẽ có rất là nhiều linh thú này các bạn này. Đấy các bạn thấy không? Xịn xò con bò thế này cơ mà. Rồi thì rất là nhiều những cái ngự linh thạch để cho chúng ta có thể là mua thêm linh thú nữa. Đấy, giờ thì túi linh thú cam các kiểu này, mở ra. Ây sời ơi, ngon lắm các bạn ơi. Thì nếu như các bạn có điều kiện thì các bạn múc, mình thì thôi, mình múc hai củ đây là mình thấy cũng đã quá đủ rồi các bạn ạ. Với cả giai đoạn đầu thì các bạn hoàn toàn có thể mua thêm cái gói tiên duyên để cho chúng ta có thêm được cái đá ngũ sắc nha. Đá ngũ sắc này, cộng 60 cái đá ngũ sắc này các bạn này. Đấy, các bạn thấy không? Cái đá ngũ sắc này cũng rất là quan trọng đấy chứ. Bởi vì là có thể nâng cấp được cái vật cưỡi này của mình này. Tăng bậc được cái vật cưỡi lên thì cái tỷ lệ kháng nó sẽ cao hơn rất là nhiều các bạn nha. Và có được cái tỷ lệ kháng ở giai đoạn đầu là các bạn đi đấu pháp các kiểu nó sẽ có lợi thế hơn rất nhiều đấy. Thì đấy là một số cái gói mà mình nghĩ là nếu như các bạn đầu tư một chút chút ạ, thì nên đầu tư mấy gói đấy để chơi cho nó dễ dàng hơn nha. Đấy, nhiều bạn cũng hỏi mình là làm nào chặt nhanh như thế thì đấy. Bởi vì mình cũng đầu tư thẻ tháng rồi thẻ trọn đời các kiểu, cho nên là mới có tăng tốc chặt này chứ các bạn. Ok, thì chúc các bạn chơi game vui vẻ và đừng quên ấn vào video ngay trên màn hình để có thể xem thêm nhiều video hơn về tựa game Tiểu Yêu Tầm Đạo nha. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.